Vâng, đầu tiên thì xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với shop Mạnh Hiệp Bắc Giang. Thì địa chỉ shop ở Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang. Thì một lần em giới thiệu đấy. Hôm nay thì một cái video em xin trả lời một cái câu hỏi của cái bác đây là ta. Dạo này rất nhiều người hỏi. À, câu đầu tiên là còn bán quần áo điều hòa không? Thì phải nói với các bác này. Em bán xuyên hết cả mùa đông luôn bác. Hàng nó về mấy hôm nữa sẽ có một lô hàng Kenko này, hàng Trung Quốc này về, em lại bóc mùi cho bác xem. Chỉ trong vòng một tuần nữa thôi, hàng Kenko về này, hàng Trung Quốc ngày mai kia về này. Đấy, em lại bóc hộp cho bác xem từng lô một các bác nhá. Hàng nguyên bản từ nhà máy về nó sẽ như thế nào. Ok, chủ đề ngày hôm nay là rất nhiều một cái câu hỏi mà nhiều anh chị hỏi em ấy, là giữa cái quạt là ba cánh của Trung Quốc này mới để 9 cánh của Trung Quốc nhá, chưa nói đến hàng Kenko nhá, thì là nhiều anh chị bảo cái nào chạy êm hơn, cái nào chạy mát hơn. Thì hôm nay em lại xin được giải thích thêm về cái vấn đề này, và em sẽ cho anh chị cảm nhận được cái gió của hàng mà đủ 12V thật, 12V thật và 14V thật của Kenko, tức là nó đủ dòng thì nó sẽ như thế nào anh chị nhá. Thế còn cái nhiều cái anh chị bảo là quạt 9 cánh nó chạy êm hơn, thì tí nữa anh chị sẽ tự cảm nhận đấy nhá. Em nói đơn giản như này cho anh chị hiểu này. À, như cái xe máy của anh chị lổ căng ti ấy, cái anh chị lổ êm phèo đúng không? Nhưng mà mình vào số mình đi thì tiếng máy nó lổ to hơn đúng không ạ? Càng ga to đi càng nhanh, máy càng lổ lớn đúng không? Đấy là công suất, chứ không thể nào mà to chạy to mà lại êm được như ở trên mạng người ta quảng cáo được, bảo là quạt 20V, 19V, 17V mà chạy nghe không ra một cái tiếng gì cả, tức là nó không rú bằng cái mức 11V của Kenko nữa, tức là chỉ bằng cái số 1 của Kenko thôi, thì lấy đâu ra mà lại đủ dòng được, mà trong cái đó này công nghệ của Nhật mà lại bảo là vượt công nghệ của nó và chạy êm hơn và ra gió nhiều hơn thì vô lý. Gió nhiều hơn anh chị ạ, nhất là cánh quạt thì bây giờ họ làm giống nhau rồi, 9 cánh 3 cánh thì nó chỉ khác nhau là một thằng là gió 360 tức là gió xoáy, còn một thằng là gió thốc thẳng như quạt của anh chị đang dùng đúng không ạ. Đấy, cái thứ hai ấy, là khi mà làm sao mà khẳng định được gió nhiều là cái tốc độ quay của motor này, tức là nó tính bằng vòng trên phút, thì thằng Kenko nó được 54.000 đến 56.000 vòng trên một phút. Đấy, nó dựa vào cái đấy nên tại sao tiếng rú nó mạnh, bởi vì nó ép gió nó phải rú mạnh đúng không ạ? Như kiểu anh chị nghe máy bay nó bay tận trên trời rú, nghe xé toang ở bầu trời ra, đấy động cơ phản lực ấy. Đúng không ạ? Nó rú để nó đạt được cái tốc độ mấy trăm km/h thì nó phải như thế anh chị hiểu không ạ? Thì rõ ràng rồi. Còn cái vấn đề nữa là cái vấn đề là quạt 17V, 21V, 30V thì có cần thiết hay không, thì khẳng định với anh chị là kể cả quạt Kenko đến 14V thôi thì nhiều anh chị cũng chỉ dùng đến mức số 2, mức 9V của nó thôi, còn chưa dùng đến mức số 3. Chả nói gì đến là mức 14V, ít người dùng mức 14V lắm, bởi vì ngoài trời càng nóng thì bật cái số càng to, nó càng hút hơi nóng vào thì nhiệt độ nó lại càng nóng thôi đúng không ạ? Đấy. Đấy là một cái số giải thích đầu tiên mà em giải thích cho anh chị nghe nhé. Còn bây giờ em sẽ cắm vào em cho anh chị cảm nhận cái tiếng động cơ rú của hai loại này nhé, hai cái loại, một bên là Trung Quốc, một loại là Kenko của Nhật, để cho anh chị cảm nhận, để cho anh chị hiểu. Đấy là nói có sách mách có chứng, không phải cứ đi thấy người ta ôi quạt của em chạy em rú như thế này mà gió mạnh như thế này, rõ ràng là đưa vào đây nó chả có tí gió nào cả. Như cái đợt em lấy cái quạt 18V mà em quay cho anh chị xem, nó không đủ dòng bởi vì nó không đủ 12V, cái đấy nó không ra đủ 12V, nó chỉ 7-8V hoặc 5V lùi đúng không ạ? Thì rõ ràng nó chỉ chạy chưa cả bằng số 1 của Kenko, thì rõ ràng nó không có tiếng gì cả. Ok chưa? Thôi giải đọc bây giờ em quay cam sau cho anh chị xem. Đây anh chị nha, trước mắt anh chị đây là một bộ quạt Kenko đây. Có thể là ngược sáng thì em quay sang này cho sáng tí đã, bên này hơi tối. Ngược sáng. Đây, Kenko đây. Bây giờ em sẽ, đây là bộ quạt Trung Quốc này. Đây, Japan đúng không? Đặc trưng của nó thì em phân biệt ở rất nhiều video rồi. Trung Quốc nó lúc nào cũng in chữ Made in Japan to vật đúng không? Còn đây là Kenko. Bây giờ em sẽ khởi động cho anh chị nghe nhé. Anh chị nghe. Trước tiên là bộ 12V trước nhé. Đây 12V đủ thì nó sẽ rú như thế nào. Xong em sẽ dí sát cam lại để nó bắt được cái tín hiệu âm thanh tốt hơn. Nhấn giữ này.
Số 1 này. Số 1 nhá. Đây. Đấy, em sẽ đưa vào gần mi tai phone để cho anh chị cảm nhận được âm thanh này. Số 1 của nó này. Số 2 này. À. Số 3 này. Số 4 này. Đấy, anh chị cảm nhận không? Chuẩn nhá, dòng ra chuẩn 12V nhá. Đấy, để anh chị nghe tiếng rú của nó. Ok. Giờ em tắt đi này. Ok. Rồi cho anh chị nghe 14V này. Đây nhá, số 1 đây. Dây đã hơi mắc. Số 1 nhá. Đây nghe cho anh chị nghe âm thanh. Đấy. Thì bị số 2 này. Số 2 này, 9V này. Đấy, 19V. Đây nhá, số 3 này. 11 này. 11V này. 11V. Số 4 này. Mức 14V. Đấy, anh chị có thể cảm nhận tiếng rú của Kenco. Đấy, xong anh chị đi so sánh lúc người ta quảng cáo là gì nhỉ? Quạt là 18V, 20V. Xem nó rú được như này không? Đấy. Đấy, em sẽ để hai bộ gần nhau và em sẽ mở lên. Mở cả hai bộ luôn cùng một lúc để cho anh chị xem âm thanh của thằng nào nó áp thằng nào nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ dí sát cam lại cho anh chị cảm nhận nhá. Đấy, để cảm nhận quạt 3 cánh và quạt 9 cánh thì tiếng kêu nó như nào. Đủ công suất thì nó vẫn rú như thế thôi anh chị ạ. Đây. Em sẽ dí sát cam lại. Kenco này, Trung Quốc này. Đấy, để anh chị cảm nhận nhá. Đấy. Kenco nó rú này. Thì khi mình thử quạt nhá, không bao giờ được lật cái mặt này lên nhá anh chị nhá. Không bao giờ được đặt úp như này nhá. Đây này. Như này là một sai lầm nhá. Nếu mà nó có những cái vật cát ở dưới này này, những cái vật nhỏ nó hút là nó bắn vào mắt anh chị hiểu không? Nên là khuyến cáo là không bao giờ được đặt cái quạt úp xuống cái mặt này, úp xuống cái quạt hút này, mà phải đặt cái mặt ít này úp xuống, được chưa? Ok, để anh chị cảm nhận âm thanh chưa? Đấy, đấy trả lời cho anh chị là anh chị hỏi là 3 cánh với 9 cánh thì cái nào chạy êm hơn thì anh chị tự cảm nhận đấy nhá. Thậm chí 9 cánh nó rú mạnh hơn rất nhiều đúng không? Bởi vì cái lực tua của nó ác. Nó 14V nó phải mạnh hơn 12V là rõ ràng anh chị ạ. Ok nhá. Đấy, hẹn anh chị ở video sau cho anh chị xem lô hàng Kenco với hàng Trung Quốc của em lại về liên tục anh chị nhá. Ok, chào tất cả cô chú anh chị và các bạn.